với Lan đi ăn sáng nha, hai chị em bỏ xe sờ cho người ta sờ bịch rồi, bây giờ thì đi lại đây mình ăn sáng. Nói lộn, bỏ xe cho người ta thay vỏ xe ở Bóp Chen, thì bây giờ hai chị em Lan đi ăn sáng nha. Nhà hàng này chắc ngon nên dì bà dắt đi ăn nè. Rồi mời cả nhà đi theo tụi Lan nha. Ôi, ở đây là cổng xe lửa nha bà con, cổng xe lửa của Essendon nha. Đó. Sáng đó, năm sáng nay trời mù mịt hết nha bà con, âm u quá trời luôn đó, thì Lan bỏ xe Mỹ trên đó đó, trên cái đường này luôn đó. Khúc dưới này thì xe lửa, đường này ở đây chu quay nha bà con, xe bát xe lửa luôn. Happy Father's Day. Bánh nhỏ là 50 cái gì đó. Rồi, y như vậy đó. Hello, chào cả nhà, ăn sáng nha bà con. Ở đây cái menu đủ ở đây. Bây giờ chưa biết ăn cái nào đây. Nói chung giờ cũng không thấy đường nha. Bạn mạng bánh ký giống vậy lọc cái đường này. Trước tiên thì chắc là uống ly cappuccino, còn đồ ăn này để cho dì Ba Lộc kêu đi nha. Kêu cái hai chị em xé nhau ăn cái gì ngon. Dì Ba Lộc coi đi, dì Ba Lộc xem rồi. Với trứng nữa. Đang đang ngồi trong quán. Đông lắm. Không có dám quay chúng hai hết đây. Thì vừa với sầu riêng thôi chị. Wow, ngon quá đây. Cái nãy gì vậy bà Lộc? Trứng, rồi bánh mì với trứng làm với xúc xích cay. Bánh mì với trứng xúc xích cay nha. Đó. Rồi. Yes, yes. Bên đây là cá salmon với bánh mì với trứng luộc. Mà bánh mì loại này của Ý nha, loại sourdough gì lận. Sourdough. Nó có cái bánh mì nó có vị chua nghe bà con, ngon lắm đó. Rồi ly cà phê của dì Ba đây. Ngon quá, nhâm. Rồi giờ ăn đi, chị cắt cái lòng đôi. Rồi bây giờ chị cắt cái lòng đôi nha, hai chị em mình người thử miếng nha. Chứ ăn cho biết cái vị nó sao. Dở một cái lên luôn. Dở nữa lên đây. Gì nè bà con, ngon không? Đó. Đặc biệt là xúc xích cay rồi có ớt ở trên nữa nha chị em. Cái này ăn với cay mới được nha. Cay không được đó. Ăn miếng xúc xích đi bà con, xúc xích cay có làm sao. Mời cả nhà, xúc xích cay. Đương nhiên là cay rồi. Còn ăn cái này kích thích vị giác nha dì Ba. Rồi đang mời cả nhà. Làm đẹp nữa, đẹp mà ngon nữa. Cay cay, kích thích vị giác. Rồi, cái này cái món của dì Ba Lộc nha. Đó. Mày ăn trứng luôn đi. Nó dì Ba cắt trừ cho Lan nha. Mình cho Lan thử. Đây, bánh mì sao đó. Rồi đó. Trứng hồng đào đó, cắt đi. Trời ơi, coi kìa. Đó, nói chung luộc cái này phải để chút xíu giấm vô nha, cả xay mình. Cái rau này làm điêu. Điêu là gì vậy Ba Lộc? Thì là. Rau thì là.
Rồi để gì bà ăn đi, không nặng chanh cho cưng. Không, rồi quay ăn không? Khỏi ăn, quay đi đẹp mà. Ông sáng ông sáng thì bà ông sáng còn buồn ngủ, sáng còn buồn, còn buồn ngủ hai bà con nên còn ngại đó, thôi giờ ăn đi, giờ chị cúp nha, ăn từ từ đi, ngon phải không? Ngon không? Ngon, ngon. Ông thêm miếng nữa đi, giống như bé Bi vậy ông. Ông miếng nữa đi. Rồi. Hai chị em đang cúp máy ăn nghe bà con, tại ta trong này đông quá trời, ăn giết ra nhương bàn cho ta. Chị Lan đang đấu qua trận cuối. Con dì ba giờ qua đây cái miếng này nữa nè. Đang bơi từ giờ cầm mà con cắt hoài không đứt gì hết. Bánh mì sao đô nó dai lắm. Rồi thử xem mình đi. Dai mà đợi thấy bà cầm bà ăn tới chiều sao người ta coi nổi. Ăn cái nào mà nhanh nhanh đi. Nó bánh mì dai mà còn cầm nữa. Nó là cải xem nè. Với kem hả gì ba? Kem với dâu cực chứ. Dâu ua. Với quế. Để ăn cái mùi gì? Dì ba ăn rồi cái mùi gì dì ba? Thì với cái xem mình. Không mùi quế. Đúng rồi, bé xù. Quế tay, quế này. Bánh mì gì ba khác đâu hả chị? Yeah. Của cưng là bánh mì gì? Bánh mì rye bread. Rye bread là bánh mì mà rye là màu nâu. Mì nâu. Ăn cho nó mặn thêm. Không dám đâu, bánh mì rye bread là nó đầy hết đó. Đầy hết hả? Ừ. Chứ không phải nó bổ hơn sao? Không. Mời cả nhà miếng cà xay bình nha. Nhưng cái này ăn không có ngán rồi. Cái này là gì bà Lộc? Nó cay cay ăn ngon hơn. Rồi uống miếng cà phê. Mắt trà lá tê nha năm người. Chơi ly la nữa. La nữa. Uống ly bự nữa chứ. Cho nó hai con mắt nó mở tiếp luôn. Tiếp hai mắt luôn. Nó làm đậm đà ngon lắm gì bà. Rồi thôi mai ăn tiếp. Để là bài. Để miếng ớt luôn cay cay nha. Rồi. Đây nữa nè, còn nữa nè nha. Ví dụ ăn tiếp nè. Lan ăn xong rồi giờ đi. Ăn xong rồi bây giờ đi ra về nha bạn. Thôi. Ê, hello gì ba? Đâu phải đâu, chị quay ên cho chị được rồi. Quay tự trong ra luôn rồi. Rồi, nãy giờ mấy hai chị em ăn no bụng rồi nha bà con, ta đi ăn đông lắm. Ở nãy đi ngang có tiệm nail của Việt Nam mình cũng lớn lắm. Rồi thôi Lan xin kết thúc phim. Lan cảm ơn bà con, cô bác, anh chị em bỏ thời giờ coi phim của Lan. Lan chúc bà con ngày mới vui vẻ khỏe mạnh nha. Xin chào cả nhà, bye bye bà con. Bye bye, nhớ đăng ký và chia sẻ ủng hộ giùm Lan. Thank you. Bye bye.